công ty Cường Phát, dự án Cường Phát ha. Đây, ở đây có cái chùa gì lớn ghê kìa em. Dạ đi dạo xung quanh đó đây. Dạ. Ờ, nhưng mà xung quanh là có dân sống rồi, rất dễ nghe nè. Đi dạo một vòng quá. Về phía đầu bên đây nhà xây đẹp nè, nhà xây ok hết rồi nè. Xây sẵn hết rồi ha, chùa Phá Chao Tây đó, một trệt hai lầu nè, cũng đẹp quá chứ bộ. Wow, nhìn kiên cố đẹp quá, là đẹp đấy chứ bộ. Đây có đường văng ra nè, u này đường không nè, ra đường luôn nè. Coi cái nhà này còn đẹp quá. Ồ, để vô xíu nữa hỏi xem coi dự án này khu mới nè, cũng là đây. Wow, nhà này kiên cố đẹp quá chứ. Nhà này là quá tuyệt vời rồi. Nhà đất rộng rãi, đường xá là ok, cây cối này kia, trụ điện, nước này kia đầy đủ hết, đàn đường ok luôn. Mà xây nhà phong cách mà một trệt hai lầu, xây mà xây kiểu vip về là dân trí cũng tốt lắm à. Sạch sẽ nè. Đây kết nối, đây là một đường, bên kia là một đường nữa em, hai mặt đường đó. Hai mặt đường, ủa nhà xây đẹp, nhà xây đẹp kiên cố ghê, giỡn đâu. Dạo vòng vòng nữa. Công ty bất động sản Cường Phát hả? Dạ. Ủa bên đây là, ủa đây Cường Phát, bên kia cũng Cường Phát hả? Dạ dạ, cùng bên kia là bên Hoàng Thịnh, bên em là bên Cường Phát. Dạ, bên đây đất nền sao anh? Thì bán đất nền hay sao? Đất nền ra hết sổ rồi anh chị. Dạ. Thì anh chị cứ đi tham khảo đi. Rồi có anh cái nền nào được anh bọn em tư vấn cho. Từ với đây chị ạ. Bây giờ anh mua đầu tư hay mua ở? Mua để hỏi giá coi đầu tư được không anh? Thì đầu tư thì vẫn được chứ sao? Này diện tích trung bình là bao nhiêu mét vuông anh? Từ 60 đến 100. Bao nhiêu? Từ 60 đến 100 mét. 60 tới hơn 100. Dạ.
Khu này 1 mét vuông là bao nhiêu? Thì nó từ 25 đến 30. 25 tới 30. Cái này có nó có vị trí gì thuận lợi không anh? Thì có rất nhiều những cái vị trí rất là thuận lợi cho anh chị. Đây có những con lô B9 này. Lô B9 này đang thiệt tình nó đang bị ngọt. Giá nó đến ở bên cạnh bên hông nó là trên 30 hết mà nó bây giờ là nhà đầu tư thu vào có 29. 29 triệu. Cái này thì có anh chị. Cái đường kia đường gì? Đường kia là đường chính này vào luôn. À. Dạ, nó đường đó là đường qua Bình Thông hả? Dạ, ngay đầu đường này. Dạ. Dụ anh chị nhá, vừa rẽ vào đúng không? Ở đây rẽ vào đường 743 đây. Anh chị rẽ vào đây nó là một ngày này. Rất đẹp. Buôn bán kinh doanh được. Mà đang bị ngộp, thật tình nó đang bị ngộp. Này bao nhiêu mét vuông anh? Rất là cần bán, nó 93 mét. Này là bán đồ hết chưa? Chưa chưa, tổng dự án của nó hơn 1.000 mét. Tổng Cường Phát. Cái này là bên chị Hương. Chị Hương. Công ty Phú Hồng Thịnh. Chị Hương làm chủ tập đoàn. Không thật. Dự án này là dự án Cường Phát hả? Cường Phát của bên em là từ con đường này. Nhưng mà dự án này tên gì anh? Phú Hồng Thịnh. Phú Hồng Thịnh 9. Vũ Hồng Thịnh 9 hả anh? Phú Hồng Thịnh 9. À. Ở đây là nó làm cái gì? Cái này là chỗ là chợ truyền thống. À. Đó là cái quay đó. Dạ dạ dạ. Còn mình chỗ này là mình ngồi ở đây này. Dạ. Là trung tâm thương mại. Dạ. Những cái lô này nếu mà những cái lô này là đằng sau đít là mình được chống là không bị đấu đít. Không có lèn nào đấu đít hết. Dạ. Đấu đít sang trung tâm thương mại. Dạ. Tổng dự án còn còn cái phía sau lưng này là cái gì mà có cái chùa đó. Cái đó là một cái chùa của người ta đã có từ lâu đời rồi. Dạ. Còn cái sau lưng cái tường này là gì anh? Sau lưng cái tường này là làm gì? Có dự án tương lai là dự án của bọn em là bên giáo dục và bên y tế. À. Ngay hông đấy. Dạ, dạ. Đều chừa đường mở để đi thông hết rồi. Đường này được chừa đường đi thông hết này chứ không phải đường cụt. Dạ. Bọn em đã chừa đường hết này rồi. Qua năm bọn em cũng làm san đất bên đó và cũng bán lèn như bên này. Dạ. Cả bên cái trường lái bên này nữa cũng vậy. Dạ. Cũng san nấp và bán xung quanh đây thì có nghĩa là thông suốt luôn đấy chứ không phải là đường cụt. Toàn bộ là đường thông hết. Ở đây dự án này lâu chưa anh? Từ đầu năm chị. Đầu năm 2018 tới giờ hả? Dạ vâng. Dạ không mua gần hết chưa? Mua. Dạ tất nhiên là trong đây là toàn bộ là hết. Chắc mua lại F2 tất cả là của chủ đầu tư hết. F2 F3. Dạ. Giá khởi điểm là nhiêu anh? Giá khởi điểm của nó là cũng 25 đến 27. Nhưng tùy từng vị trí cũng đẹp đấy. Những lô những 25 triệu á. Còn bây giờ cái shop house ở ngoài là nó bán nhà luôn là một căn vậy là bao nhiêu anh? 5.6. 5.6 bao nhiêu mét vuông? Nó trên 100 mét. 100 mét là nhà. Trệt 3 lầu hả? 3 lầu. Nó là phần thô cho mình thôi. Là hoàn thô ở ngoài, dạ. Ở trong. Còn mình là về mình còn nội thất cơ. Nội thất cũng là trong. Là cái trục đường này. Trục đường này. À. Hiện giờ là bên 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 có ai gửi bán rồi, anh còn mấy lô nào không? Còn có mấy lô? Nhiều. Rất là nhiều luôn hả? Dạ. Những lô góc các thứ nếu anh ưng lô góc cũng có lô góc cho anh. Lô góc thì cực đẹp. Anh cho lấy ví dụ những cái lô góc đó cho em coi. Ví dụ đây, những cái lô góc này này. Đó, ví dụ như lô góc này. Lô góc này. À. Lô góc này vẫn còn này. Lô góc này còn này. Góc này góc quốc rồi. Góc lô này thì nó gì nó cho ra cái giá là 3.55 triệu 500 nó góc đẹp. Ủa, bằng giá Sài Gòn luôn rồi trời. Thì quận chín đó, quận chín bằng giá đó, quận chín này 35 triệu. Nếu mà anh chị là muốn rẻ nữa mà diện tích nó hơi lớn, nó cũng nằm trục đường 22 mét này, nó trục đường 22 mét này này thì nó nằm ở chỗ này. Nó có hai diện tích mà có 25 triệu thôi, có hai cái lô này là 25 triệu. Yeah. 25 triệu mỗi tổ. Yeah. Diện tích nó lớn là hơn 100 mét vuông. Yeah. Thì cái trục đường này ấy, mấy nữa nó thông là cực đẹp. Chính là nhìn bây giờ nó là cụt nhưng nó thông là cực đẹp. Nó thông đi đâu anh? Nó sẽ thông ra Tân Vạn. Xong ra Tân. Đường này là đường đi ra thông đường hả? Cái này là quốc lộ 1K. À quốc lộ 1K. Dạ. Đường này. Thì... cái này đường này nó lối liền với đường này đường này luôn. Đường này đường chính đấy. Đường này ok nè. Đó, đường 22 mét. Đường quốc lộ 1K băng qua nè. Đúng rồi. Nhưng mà cái đường này hay nghĩ khó làm. Không khó đâu anh, tại vì chỗ đó được mấy lô đất, nếu mà bọn em mà không chừa đường á là chỗ đấy nó mấy tỷ đó. Bán được mấy lèn đất mà phải chừa chứ. Chừa như vậy là có mục đích hết.
tự dưng mất mấy tỷ, nhà đầu tư đâu có dại gì để chừa cái đường, vừa mất tiền giải nhựa mà lại mất diện tích, không bán được nền cho người ta. 25 đấy, thì những cái lô này có hai cái lô này giá là mềm nhất, giá tốt không? Giá tốt nhất 25 triệu, diện tích cũng lớn. Diện tích như thế này ta? Nó hơn 100 mét, 110 mấy với 110. Lô góc này thì không còn, còn mỗi hai lô này thôi. Hai lô này đúng anh, đây với đây. Dạ. Tại vì em tính đầu tư một là cà phê, hai là một cái khách sạn nhỏ. Đây. Vậy thì anh chứ, sẽ nhắm cái lô. Còn mấy cái đầu tư không thì em cũng không tính, tại em tính là làm cái gì đó nhỏ nhỏ ở đây để buôn bán hay gì đó. Vậy thì anh sẽ nhắm những cái trục đường này. Hoặc là nắm lô góc. Trục này nè, trục này băng. Trục này là trục này đúng không anh? À không, trục này là trục này chứ. Không, còn cái này nè. Cái bên này hả? Ừ, trục này nè. Cũng còn. Đâu, ở đây luôn á, này trục này đúng không? Đây này, nó nằm đây nè. Nó nằm đây. Đây không? Ờ đây. Mà cái được đây nè, nó đây nè, phải không anh? Không, không. Mình đang ở khu vực này nè anh. Mình đang ngồi đây nè. Đây là đường đi vào đây. À. Đó. Rồi, còn đây là đó. Đây là ra đường quốc lộ 1K nè, đó, đây nè. Thấy dọc đường này nè. Em thấy dọc đường này đường nè. Dọc đường này. Thì anh nhắm đây. Hỏi thử là trong này là cái lô nào đó giá được thì anh cứ nói em cân đó. Thì giá những cái lô mà em giới thiệu cái B9 này. Giá cũng là đang cái nào anh cho em này. Dưới 30 đi. Dưới 30 hả? Dạ. Dưới 29 này. Rồi những cái lô khoảng 2 tỷ rưỡi rồi. Dạ. 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi tới 2 tỷ 8. Trục này hoặc trục này. Trục này nó là một cái lô này, lô đất này. Lô khuất à? Nó hơi vào sâu thì nó có gió. Chắc là anh chồng lấy cái sống tại với lại để xin lại số tài khoản hoặc cái cạc của anh đó. Sắp tốt thì bọn em sẽ tư vấn và để cho khách hàng được cái gì tốt nhất. Thì bọn em cái giá của cái này của công ty đưa ra là rất là nghiêm khiết, không có một cái gì cò kéo trong này. Dạ dạ. Ủa là anh công bên công ty gì anh? Bên Cường Phát. Cường Phát không? À. Công ty nếu mà anh có thương lượng về giá cả thì toàn bộ là phải đưa về công ty hết. Bọn em là có sổ sách này. Là... sổ và tất cả mọi cái là làm thủ tục hết. Ok. Ở đây để em coi nhắm được mà mở được cái gì ở đây. Tạm thời em lấy số này về cho kịp với đã. Tên thôi, anh gì ta? Em tên Phú. Phú Phú rồi em. Rồi có gì em dạ, liên hệ với anh ha. Dạ vâng. Rồi rồi. Rồi, về nhé. Rồi cảm ơn anh. Rớt cái bao tay em. Ra quốc lộ 1K luôn. Quốc lộ 1K về dễ hơn. Chị ra coi cái B9 nha. À thử không coi B9 nè. Đây là cái loại anh chị kinh doanh của bán được và cái má ra không? Dạ. Có dính lô sạch hay là cầu cống gì không anh? Đó, cái này là dính cống hả? Hố điện này. Ồ, dính hố, vừa hố điện vừa điện luôn hả? Nó không phải là hố ga. Hố lại cực sạch. Ý hố này nè, dính hố với lại cái cục điện phải không anh? Điện thì nó sát mép. Dạ. Không ảnh hưởng đến nó. Còn cái hố này rất là nhiều người khách em đã lật lên cho coi rồi, nó là đường dây điện nó bắt vào cái này. Nó không phải hố sạch. Kia mới gọi hố ga. Đó mới hố ga. Còn đây là anh cái gì họ đi vào qua đây, anh kinh doanh buôn bán đều được hết, đi qua đây họ mới vào chợ trong này. Đấy chợ đường ngay đây rồi. Đường bên 1K đó. Bên đó 4 mấy triệu/m. 4 mấy triệu hả? 4-7 triệu. Đấy cái lô này là cực đẹp này. Cái bên anh có hỗ trợ vay gì không anh? Có 50% anh. 50-70%. Qua Tết lên không? Qua Tết là nhắm cỡ mà tháng 3 tháng 4 á. Lô này em nói thật với anh, nếu mà qua Tết thì sẽ không còn cái giá đó nữa. Tại vì họ đang cần tiền, nếu mà họ đã có tiền rồi thì sẽ không bán cái giá đó nữa. Yeah. Đó. Họ đã xoay sở được rồi, họ bây giờ hiện tại cái sổ cũng đang nằm ở trong ngân hàng tầm 1 tỷ 2. Họ đang ngộp. Yeah. Đây là đường cuối. Họ gồm họ với một, giá đó. Một là đầu này, hai đầu kia, với lại cái mặt trên đấy là tốt nhất.
Hả? Đây là đường 743 rất là tiện, họ vào đây là còn đi ra chợ luôn. À. Lô lại kinh doanh bán được 93 mét. 93, 93 mà nhân cho nó vào 2 tỷ 7 mấy. 93. Mấy nhân mấy anh? Đó, 5 năm hả? Năm này năm rồi. Ngang năm. Sâu 10 gần 19 mét. Dạ, năm 19. Năm 19 chín mấy mét á. Ví dụ anh mà kinh doanh nhá, anh xây khoảng 3 mét rưỡi, chừa khoảng 1 mét rưỡi. Xong ở trên anh đua hết đất. Cực dạ. Là có một lối đi ngầm ở bên dưới là vẫn kinh doanh buôn bán vào thành hai hướng luôn. Vì 5 mét mà anh xây dự dựa là tầng dưới là 3 mét rưỡi thôi. Xong lên anh đua hết đất ra. Lên bên trên anh đua với hết 5 mét. Cực đẹp, xây của nó cực đẹp. Bên này là bên trường đái mà qua năm bọn em cũng giải phóng và cũng san đất bán như bên này. Dạ, vậy hả anh? Tất cả ở đây xung quanh này là bọn em ấy tự án của bọn em có hết. Nói chung là rất là đẹp và thuận tiện. Quy mô đây sang năm anh quay lại xây nhà hai... hết luôn. Chắc là hồi nãy anh báo là 28 hả? Đâu, 29 chứ. 29 hả? 29 nhưng bọn em có khả năng em thương lượng được. Chủ đầu tư là sẽ giảm cho anh cái mức sát giá nhất cho anh. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Sẽ bớt được cho anh một chút nữa. Đây cái lô này á, anh mà thiện chí á, ngộ nó hiện tại đang trong tiền. À. Thì anh cho anh gặp được tiếp chủ, mình thương lượng với chủ luôn. À, dạ. Yeah. Nó đang... Cái giá đó, người ta đang chào là 29. Thì nếu mà gặp chủ nó thương lượng, thì biết được. Ngay bên cạnh nó này là trên 30 hết á, họ chưa cần tiền là họ chào 295 đến 30. À. 295 tùy theo từng lô. À. Ủa gì anh là anh mua cái này anh đã được mấy giá, anh được một giá rồi. Giá rồi. 100 triệu. Nhưng qua năm á, nếu mà nó không còn cái giá đó nữa, nếu mà họ đã xoay tiền thì là nếu anh quay lại là anh sẽ bị thiệt mất khoảng 100 triệu. Thì à, nó lên khoảng 30 là anh đã thiệt mất 100 triệu rồi. À. Mặt bằng chung ngoài đây, ở ngoài văn đất văn là có nhiêu ạ? Văn ra cũng trong hẹn nó ba trong 2 3 tỷ. Một lồng một dẹp ngay trong xóm này luôn, mặt đường à, lớn hơn cái đường này một tí này, muốn để cái ô tô còn không được. À, ngay cái đường anh cứ đi dọc này có cái đường, đúng rồi, đường, đúng rồi, đường tránh nào nhỏ nhỏ anh nhìn nhỏ vào quá ấy. Thì đâu có đây đâu được, mà là chỗ này nó cũng có mấy cái tích hợp chợ trong này. Dạ đúng rồi, trong này là cái khu đô thị mà anh. À, khu đô thị chung nhỏ mà. Mà chị hỏi xíu là ở đây có mình có phải ngân hàng 50% là ngân hàng nào? Ngân hàng nào? BIDV. Bọn em sẽ tìm ngân hàng nào giá vay trên sổ mà đúng không? Đúng rồi, vay trên lãi suất cực thấp. Nếu mà anh vay khoảng tầm 50% á thì bên em hỗ trợ cho anh không phải chứng minh thu nhập gì hết. Qua Tết anh em có ra giùm hàng giùm mình được không? Nếu mà mua. Thì nếu mà anh gửi lại thì anh có nhu cầu thì bên em nhận ra được ngay chứ có gì đâu. À. Đã. Cái này đảm bảo qua Tết anh mua là sẽ lên giá đấy. Cái này nếu mà anh mua bây giờ anh là lời được một giá rồi. Nếu mua bây giờ đã được một giá rồi đó. Cái này là cái chủ này là mua đời thứ mấy rồi, chắc là phải thứ 3 thứ 4 rồi đúng không? Một chủ một. À dạ. Yeah. Đến này đến chị là sang lên tên lần thứ hai. Là hồi trước là chủ đầu tư cắt ra cái chị này. Dạ. Đúng rồi. Cắt tới bây giờ. Dạ, đến được chị là hai. Nói chung là nó vào F2 đấy, nhưng nó bây giờ vậy nè, anh đơn giản anh chụp lại hết mấy giấy tờ qua cho mình được qua Zalo hồi nãy. Dạ dạ, rồi rồi. Chụp hết được qua Zalo. Dạ. Tại vì tụi mình cũng dân đầu tư nhanh chóng, nếu mà anh có thử hỏi là người ta mình thiện chí nếu được đó, thì ví dụ mình đặt cọc đây qua năm trong vòng một tháng mình đóng cái số tiền còn lại cho người ta được không? Để em cứ nói thì em phải hỏi đó bây giờ mình cứ nói trước, mình cứ nói trước cho anh để là em bây giờ là em... mình ví dụ mình đặt cọc là ví dụ 100 triệu, xong qua năm trong vòng là 30 ngày mình lấy lại, thì cái giá tốt nhất mà họ chỉ cho mình là được bao nhiêu? Dạ. Điều này anh hiểu luôn. Ok. Còn mấy cái nhà ngoài đây, nhà đây năm tỷ mấy hả? Năm tỷ mấy, năm tỷ mấy mà nó chỉ xây cho mình hoàn thiện cái phần thô thôi. À. Là mấy nhân mấy nhà, mấy năm nhân mấy? Cái đó là bên năm, nói chung là diện tích của nó cũng gần 520. Ở đây cho thuê được nhiêu? Nếu mà ở mặt ngoài đó. Mặt ngoài. À. Nếu mặt ngoài với cái giá trị mà với căn nhà như này một tháng là tầm. Không, bây giờ bình quân ở ngoài này cho thuê luôn á. Cho thuê ở ngoài. Cho thuê à? Ờ. Thì cho thuê thì do tùy vào cái mặt bằng của mình nữa. Ở cái mặt bằng đó phía trước nếu đó, mặt bằng mà kiểu nhà như này đưa lên đó, mà nhà kiểu ba tấm như vậy á thì tầm phải gần là phải 17-20 triệu. Em gửi cái yêu cầu kết bạn sang đây, có gì nếu mà em sẽ chụp cái rồi ok cái... em sẽ xếp liền đây. Dạ, anh dạ. Cứ gửi đi em sẽ anh điện cho anh Hiểu làm việc luôn ngay bây giờ luôn. Em phải luôn thử làm việc ngay bây giờ nếu được thì là qua năm đúng không? Là qua là chỉ đặt cọc thôi được không? Ví dụ vậy đúng không? Đấy là chị đặt cọc, chị hẹn là bao nhiêu ngày? 30 ngày. Là một tháng.
một tháng là chị xuống tiền. Ờ, nghe nghe Việt ơi, nghe nghe em. Ờ, đang đi coi cái chỗ này, cái anh 4 giờ mấy 5 giờ anh chạy qua liền nha. Anh đang coi cái chỗ này, cái chỗ gần đây. Anh hiểu á, anh có số không? Có chứ. Ủa sếp. Dạ rồi, có gì em sẽ điện lại cho anh được nếu anh chị đi có việc. Nhưng mà gửi cho mình cái sổ với lại cái trong đó nó thể đất này, giấy tờ trong đó. Thì cái này chỉ có bây giờ giấy tờ, chứ cái này chỉ có cuốn sổ thôi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chỉ có một cuốn sổ thôi. Do đất này đã có sổ nên là pháp lý là chị sổ ta. Có tọa độ, số tọa độ cho nó mà đúng không? Thì nó có số thửa chứ, cái đây trên Bộ Tài nguyên người ta nắm hết mà, anh yên tâm. Dạ. Rồi ok, cảm ơn bạn. Nếu mà mình cứ có việc anh chị cứ đi đi. Rồi thì em gửi thông tin cho. Không, nhưng mà cứ ấy giá là mình múc thôi chứ mình không, mình nhanh chóng. Rồi, mình không. Okay. Dạ dạ ok. Rồi ok anh, cảm ơn anh nha. Em dám liều không? Dở nhớ phải đi kiểm tra vài lần nữa. Cái nhà xây nhà thì ok lắm á. Đây thì đi rồi, đây thì làm ăn buôn bán tấp nập mà. Sát ngay đường bắn về Sài Gòn chút xíu, bắn Sài Gòn trong vòng có 25 phút cho nhiêu. Từ cái chỗ đó luôn á, giờ tới Sài Gòn bắn 25 phút. Quốc lộ 1K mà. Mà nó được cái là nó Dĩ An thôi. Nó Dĩ An Bình Dương. Nhưng mà hôm nay quá gần luôn. Bắn cái dẹt chứ qua bên chỗ sát cầu Đồng Nai rồi. Hiện hữu